Đừng để về già mới nhận ra cái dại lớn nhất đời người chính là nghĩ mình quá khôn. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, đa phần chúng ta vẫn thường cho rằng nếu như mình có sự khôn khéo một chút thì sẽ dễ sống hơn trong cái xã hội phức tạp này, đúng không ạ? Đúng là con người thì không thể nào mà ngu ngốc để người khác dễ dàng lợi dụng, cũng không thể dại dột mà tin tưởng giúp đỡ người khác một cách mù quáng được. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta cứ cố gắng tỏ ra quá khôn ngoan. Bởi vì khi quá khôn ngoan, chúng ta sẽ dễ dàng khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu. Rồi dần dần bản thân còn sinh ra tâm thái tự cao, tự đại nữa. Để rồi kết cục cuối cùng, cái khôn lại thành cái dại. Trong video ngày hôm nay, Ngẫm Sự Đời sẽ chia sẻ với quý vị chủ đề này. Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể điều chỉnh tâm thế, sống là chính mình, dại dột một chút, khéo lại là hay. Quý vị cùng theo dõi nhé. Đúng là nếu như trong cuộc sống này, nếu quý vị có trí thông minh, thì quý vị sẽ có được nhiều người yêu quý, trọng vọng và sẽ có được những thành công nhất định trong cuộc sống nhờ sự thông minh của mình. Thế nhưng, quý vị đừng bao giờ nhầm lẫn giữa thông minh và khôn lỏi, quý vị nhé. Bởi khôn lỏi chính là kiểu người luôn tìm những cách sống để làm thế nào mình được lợi nhiều hơn người khác, không cần biết mọi người ra sao, chỉ cần mình có được những thuận lợi trước mắt. Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng hai khái niệm này. Ngẫm Sự Đời biết, quý vị và bản thân Ngẫm Sự Đời cũng thế. Chúng ta đều rất ngưỡng mộ những người thông minh và sự sắc sảo trong giao tiếp, sự tinh tế trong lối sống và cách hành xử. Người thông minh khéo léo biết ứng xử mọi điều cuộc sống một cách hoàn hảo, nhưng họ rất khiêm tốn, tự tại, khiến người khác thán phục. Ngược lại, có những kẻ dù không ra gì nhưng lại luôn khuếch trương, phóng đại sự thông minh trong mình. Kiểu người này còn được gọi là những kẻ ngộ nhận sự thông minh. Đặc điểm kiểu người này là luôn có những kiểu suy nghĩ như sau. Quý vị thử ngẫm xem có đúng không nhé. Thứ nhất, đó là luôn luôn cho rằng bản thân giỏi hơn người khác, thích tự đề cao, phóng đại bản thân. Kiểu người này rất phổ biến trong xã hội. Họ dường như luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngẫm Sự Đời từng đọc câu chuyện về Lưu Quý, một ông chủ của xưởng sản xuất đồ chơi lớn tại Đông Quan, Trung Quốc. Là một người giàu có, anh ta luôn nghĩ rằng những người nghèo hèn không ai đủ cao quý để nói chuyện với anh ta. Chính bởi tính cách này, Lưu Quý cũng không có nhiều bạn và nhân viên cũng giả tạo đối với anh ta. Trong kinh doanh, Lưu Quý cũng luôn tỏ thái độ kiêu ngạo, coi thường các công ty nhỏ hơn. Vì vậy, khi ký hợp đồng, các công ty thường không muốn hợp tác với Lưu Quý, khiến anh ta đã mất rất nhiều những hợp đồng làm ăn lớn. Quý vị ạ, kỳ thực thì những kẻ ngốc nghếch luôn cho rằng bản thân giỏi giang, hoàn hảo hơn người khác bởi sự nông cạn, ngu dốt và ích kỷ của bản thân. Những người luôn coi thường người khác cho rằng mọi điều họ có thể làm hoàn hảo, không cần sự trợ giúp nào từ bất kỳ ai. Chính bởi suy nghĩ này khiến họ dễ gây mất thiện cảm giữa các mối quan hệ trong cuộc sống, mất đi những cơ hội đối tác trong làm ăn và mất đi những kiến thức quý báu của cuộc sống có thể học từ người khác. Thứ hai, thích giở trò hại người sau lưng, gây chuyện bất chính và cho rằng không ai có thể biết. Ly, một nhân viên nữ công ty được sự quan tâm mến mộ của mọi người tại nơi làm việc vì sự xinh xắn, dịu dàng và hòa đồng với mọi người. Nhưng sự thật không ai biết rằng sau bộ mặt xinh đẹp ấy, nữ nhân viên này lại là một kẻ cơ hội hớt tay trên, hãm hại những đồng nghiệp. Ly thường đợi lúc mọi người vắng mặt, tranh thủ ăn cắp tài liệu, kế hoạch của mọi người và nhanh chân đến trình bày trước sếp để được công. Cô ta còn cố ý phá hủy hệ thống tài liệu trên máy tính của đồng nghiệp, ngăn cản người này làm việc. Mọi việc cứ theo thời gian trôi qua, Ly yên tâm
vì những hành động phá hoại của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Cô ấy tiếp tục thực hiện các hành vi xấu xa đó với đồng nghiệp. Nhưng thật không may, một ngày nọ đang thực hiện việc sao chép dữ liệu trong máy tính đồng nghiệp, cô đã bị Phương Trúc phát hiện. Sự việc cả công ty đều biết, Ly đã bị kiện, đẩy chay và sa lánh. Không thể chịu đựng được áp lực sự trừng phạt và sa lánh tại công ty, cô ấy đã bắt buộc phải nghỉ việc. Quý vị thấy đấy, những người lợi dụng sự thông minh của mình để hãm hại người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện và thậm chí phải trả cái giá đắt cho những hành vi xấu mà mình đã từng làm. Muốn che đậy mãi mãi một việc xấu và suy nghĩ ngu ngốc. Người xưa có câu, cái kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Dù có muốn che giấu bằng cách hoàn hảo thế nào đi chăng nữa, việc phát hiện chỉ là sớm hay muộn. Những kẻ tiểu nhân thường hành động mà quên đi chân lý này, quý vị ạ. Thứ ba, thích rẻ và tham lam, lấy đồ của người khác biến thành đồ của mình. Quý vị có thấy trong xã hội này có rất nhiều người nghĩ rằng khi mua được đồ rẻ, mua được nhiều hoặc có được đồ của người khác, chính là họ đang được lợi. Đó thực sự là suy nghĩ thật ngốc nghếch. Vì thực sự trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả, đúng không quý vị? Họ cho quý vị một thì chắc chắn được lợi phải gấp 2, gấp 3. Nhiều thứ đôi khi chỉ là công cụ dùng để nhử mà thôi, quý vị ạ. Chúng ta thường thấy nhiều nhãn hàng tặng đồ cho khách hàng miễn phí hoặc có hoạt động tài trợ, trợ giúp về mặt nào đó cho cộng đồng. Ngược lại, công ty đó nhận được giá trị nhiều hơn từ người tiêu dùng như một cách quảng cáo miễn phí siêu hiệu quả. Thứ tư, luôn khích lệ người khác và không quên đứng cạnh thăm dò. Một đôi bạn, Lý Vĩ và Văn Quân, cùng nhau đi học về. Đường về nhà cần băng qua một con sông. Nhưng vì nước sông đã lên cao, biết nguy hiểm, Lý Vĩ đã bảo với Văn Quân rằng thực hiện một thử thách, nếu Văn Quân vượt qua, anh ấy sẽ cho Văn Quân tiền. Văn Quân nhận thử thách, nhưng đến giữa dòng, anh ấy trượt chân và bị nước cuốn đi một đoạn. May sau đó, Văn Quân đã bám được vào cành cây lớn ven sông và được cứu lên. Đây là cách những kẻ tiểu nhân thể hiện sự khôn lỏi của bản thân mà họ luôn tự hào. Lấy người khác ra làm vật thử trước, khích lệ người khác làm việc mà mình muốn làm nhưng sợ rủi ro để thăm dò. Những người đó nghĩ rằng họ thông minh khi không để bản thân vào chỗ nguy hiểm, nhưng ngược lại chính họ cũng đã tự lấy dây buộc chân mình. Khi người khác xảy ra chuyện, chắc chắn họ cũng sẽ không dễ dàng tồn tại. Quý vị hãy thử quan sát xem những người xung quanh mình có những biểu hiện như ngấm sự đời vừa chia sẻ hay không nhé. Nếu có, thì tốt nhất là quý vị nên có sự đề phòng. Đúng là trong cuộc sống này, người ta coi trọng những người đi lên bằng thực lực, chứ chẳng ai lại ủng hộ những người ỷ lại, đi lên bằng sự cố gắng của những người khác, quý vị nhỉ? Có thể có nhiều người nghĩ rằng bây giờ nếu không tự tìm cho mình những cách tốt nhất để tồn tại thì sẽ bị thua thiệt. Nhưng cách tốt nhất là tự mình đi trên chính đôi chân của mình một cách hiên ngang. Còn việc đi lên bằng sự lọc lõi khôn ngoan thì sớm muộn thành công cũng sẽ sớm vụt mất thôi. Quý vị thường ngẫm xem, nếu như thành công đến từ sự thực dụng vụ lợi thì nó đương nhiên sẽ không có giá trị. Bởi họ chẳng mất công học hỏi, lao động, còn không thể biến kinh nghiệm và kiến thức thành thứ của mình. Vậy nên, nếu trèo quá cao, đến khi sự cố xảy ra sẽ chẳng biết làm thế nào giải quyết. Phàm là người thông minh thật sự, họ sẽ tận dụng sự thông minh để học hỏi và đi lên, vì sự trải nghiệm và tự mình làm việc sẽ giúp cho họ có thêm những kinh nghiệm quý báu. Và đương nhiên, thành công họ có được là vì họ xứng đáng với nó. Nó là của họ và sẽ khó có thể bị cướp mất. Thậm chí nếu có thất bại thì họ cũng có thể đứng lên lại một lần nữa. Quý vị phải nhớ một chân lý rằng sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Đừng luôn nghĩ về những lợi ích của riêng mình mà lợi dụng người khác. Hãy sống đẹp, hãy nghĩ cho người khác. Có thế thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn được. Hãy tự làm việc của mình và tự trải nghiệm, vì mỗi người cần chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình
chứ không phải là ai khác. Quý vị thân mến, tỷ phú thế giới John Rockefeller từng nói với con trai của mình: đừng cố gắng tỏ ra thông minh trong mắt người khác. Đôi khi chúng ta cần học cách giấu giếm sự khôn ngoan của mình. Quý vị có thấy những người thành công luôn giữ thái độ bình tĩnh, ứng biến bình thản và thận trọng dù đối mặt với biến thiên của đời sống? Giống như nước sâu dưới lòng biển lớn, điều quan trọng là giữ cho mình tâm thái ung dung trước mọi tác động khách quan. Cho dù sóng to gió lớn trên mặt nước, nhưng những dòng nước ở bên dưới vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong. Việc chứng minh bản thân là tài giỏi, là thông minh trước mắt người khác không hẳn mang lại lợi ích. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí là tiêu cực hơn. Những người khôn ngoan, họ có những chân lý trong đối nhân xử thế rất tuyệt vời mà ai cũng nên học hỏi. Vậy đó là những chân lý nào? Quý vị hãy cùng lắng nghe với ngẫm sự đời ở phần tiếp theo của video nhé. Đầu tiên, đó là người khôn ngoan xem việc ganh ghét, tìm mọi cách hạ bệ nhau là hành vi của kẻ thiển cận. Quý vị không biết đã từng nghe qua câu: việc được thì xèm pha nổi lên, đức cao thì chê bai kéo đến. Khi đầy lòng ghen tị, người ta chê bai mọi thứ dù tốt hay xấu. Con người có tầm nhìn càng thiển cận thì lại càng có xu hướng hay ghen tị với thành công của người khác, đúng không quý vị? Thậm chí không ăn được thì đặt đổ, cố tình phá đám, tranh đoạt lợi ích, cuối cùng dẫn đến kết cục thảm hại cho cả người, cả ta. Không phải tự dưng mà người xưa dạy ta rằng: sời lời thì trời cho, bo bo thì trời hành. Kẻ thiệt thòi nhất trên đời là kẻ không bao giờ nguôi lòng đố kỵ. Anh ta không thể chấp nhận sự thành công của người khác, không thể chấp nhận người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Sau đó, họ nảy sinh suy nghĩ phải tìm mọi cách để dẫm đạp và hạ thấp đối phương. Cuối cùng, nhận về kết quả lợi bất cập hại. Quý vị ơi, trong một bộ phim Nhật Bản mà Ngẫm Sự Đời từng xem, kể về hai cô gái. Ngẫm Sự Đời tạm gọi là A và B, là bạn thân lớn lên cùng nhau. A, người từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, luôn rất đố kỵ với B. Mỗi lần cô đều lấy cớ chúng ta là bạn thân để cướp đi con búp bê yêu thích, đồ ăn vặt, vòng cổ và thậm chí sau này là cả vị hôn phu của B. B đã nhẫn nhịn suốt hơn 20 năm. Cuối cùng cô cũng có dũng khí để nói ra: thì ra chúng ta chưa từng là bạn thân, chưa bao giờ cả. Thứ mà A tự tay hủy hoại chính là trái tim luôn cố gắng nỗ lực đi bao dung của người khác. Quý vị thấy đấy, đời người sợ đi nhầm đường, tim sợ trao nhầm người. Trái tim lành mạnh là sức sống của thân thể, còn lòng ghen tị là ung thư ăn mục tới xương. Từ cổ chí kim, đại đa số tai ương đều bắt nguồn từ căn bệnh quái ác này. Nếu như con người sống ở đời mà chỉ biết dẫm đạp và hạ bệ lẫn nhau, thì muôn đời chỉ kéo nhau đi xuống, mãi mãi không thể vươn lên tầm cao. Điều thứ hai đó là người khôn ngoan thúc đẩy và nâng đỡ lẫn nhau, cùng đạt nên thành tựu. Có câu rằng: giỏi một người không được, chăm một người không xong. Quý vị ạ, kỳ thực thì sức mạnh của một người là hữu hạn. Dù người đó có giỏi giang hay chăm chỉ đến mấy, họ cũng không thể gánh cả bầu trời. Chỉ có sức mạnh đoàn kết nhất trí đến từ một tập thể gắn kết lẫn nhau mới tạo nên sức mạnh ngăn cơn sóng dữ, đạt tới thành công. Do đó, người thông minh luôn biết cách vừa giúp đỡ nhau, vừa cùng đồng hành, con đường mà họ chinh phục sẽ ngày càng rộng mở. Ngẫm Sự Đời nhớ đến câu: ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Chỉ khi mọi người biết cách chung tay hợp tác, công việc mới thêm phần thuận lợi, kết quả thêm phần khả quan. Như vậy chúng ta mới có thể tiến xa hơn và đứng cao hơn. Kẻ mưu cầu việc lớn thì trước hết phải có tầm nhìn cao, từ đó mới vượt qua lòng ghen tị cấp thấp, nhìn thấu đạo lý lớn về đối nhân xử thế và học hỏi lẫn nhau được ẩn giấu đằng sau. Khi chúng ta đối xử nhân nghĩa với 100 người, thì Ngẫm Sự Đời tin
là ít nhất sẽ có một người sẵn sàng chìa tay, giúp đỡ hết lòng khi ta gặp khó khăn. Bằng cách này, cái thiện được lan tỏa. Bạn không chỉ giúp người mà cũng là giúp chính mình trong tương lai. Ở rất nhiều thời điểm, khi quý vị bắc cầu cho người khác, đồng thời quý vị cũng đang mở đường cho chính mình. Giống như Les Brown đã nói, giúp người khác giành được giấc mơ của họ và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình. Điều thứ ba, đó là làm người không có tấm lòng, độ lượng, không có tầm nhìn thì dù năng lực cao đến mấy cũng sẽ chạm tới giới hạn. Hãy giúp những người trẻ tuổi, hãy giúp những người nhỏ bé, bởi vì những người nhỏ bé sẽ trở nên lớn lao. Những người trẻ tuổi sẽ giữ những hạt giống bạn gieo trong tâm trí họ. Và khi trưởng thành, họ sẽ thay đổi thế giới. Đó là những lời mà tỷ phú Jack Ma từng nói. Quý vị đã từng nghe qua chưa ạ? Câu nói này muốn nhắn nhủ với chúng ta một điều rằng, làm người không có tấm lòng, độ lượng, không có tầm nhìn, thì dù năng lực cao đến mấy cũng sẽ chạm tới giới hạn. Trong khi những người khác biết cách đoàn kết và chung sức, cùng nâng đỡ nhau vươn lên, có thể dễ dàng chạm tới một tầm cao hoàn toàn khác biệt. Nếu như làm người chỉ biết tính toán và so đo, thì chỉ thấy cái lợi trước mắt, tranh đoạt lẫn nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy, vừa thiệt người vừa hại mình. Trong khi người khác biết lấy thế mạnh người này, bù đắp cho người kia, tổng hợp thành năng lực toàn diện nhiều mặt, bảo vệ lẫn nhau ngày một mạnh mẽ. Điều thứ tư, người khôn ngoan biết đi nhanh quá sẽ dễ sẩy chân, thông minh quá sẽ nhận cái kết đắng. Có một sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp đại học được một năm đã thay đổi 6 chỗ làm. Cứ vài tháng gặp một lần, mọi người lại nghe cậu ta chuẩn bị đi thử việc ở một công ty khác vì cho rằng công việc trước kia quá nhàm chán và không có thử thách gì cả, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ tiền đồ phát triển sau này. Người bạn thân bèn khuyên cậu từ từ tích lũy kinh nghiệm làm việc trước, nhưng cậu ta không hề nghe theo, thậm chí còn quay ngược lại khinh thường bạn mình. Rốt, từ từ như cậu thì đúng là lãng phí thời gian. Chính vì thế, thời gian ngày một trôi qua, cậu ta vẫn tiếp tục tìm kiếm công việc mơ ước của mình mà không được. Dần dần, cậu nhận ra rằng các bạn cùng trang lứa đều đã có thâm niên nhất định trong công việc của mình, còn bản thân cậu ta vẫn chỉ có con số 0 tròn chỉnh. Khi người ta đã quen tay quen việc, chuyên nghiệp, xử lý được mọi vấn đề, thì cậu vẫn loay hoay với hàng loạt khóa training, nhân viên mới ở khắp mọi nơi. Quý vị thấy đấy, những người tự cho bản thân thông minh nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thường quên mất rằng phát triển bền vững còn quan trọng hơn phát triển nhanh chóng. Đừng để thông minh bị chính thông minh hại. Có người cho rằng trong xã hội đầy cạm bẫy và cạnh tranh nhau đến từng miếng cơm manh áo như hiện nay, sự ngu dốt chỉ khiến quý vị đánh mất năng lực sinh tồn và tự bảo vệ bản thân. Nếu không học cách thông minh, sớm muộn quý vị cũng trở thành bàn đạp cho con đường thành công của người khác. Thế là ai cũng sử dụng đủ loại vốn liếng IQ để sống chết tranh đoạt. Có người đạt được thành tựu nhất thời, đắc ý vui sướng chưa được bao lâu đã nhanh chóng rớt xuống. Còn những người chẳng hề thông minh, chỉ biết chăm chỉ, nỗ lực tiến dần từng bước, hóa ra lại là kẻ cười đến cuối cùng. Quý vị biết không, khi người thông minh quan sát một vấn đề, họ có thể nhìn thấy rất nhiều con đường khác nhau và muốn lựa chọn con đường ngắn nhất. Nhưng khi lựa chọn ấy xuất hiện khó khăn, họ lại nhanh chóng quay đầu để tìm kiếm một con đường khác. Còn với những người dại dột, họ chỉ biết kiên trì, từng bước đi thẳng tới điểm cuối cùng. Gặp khó khăn thì vất vả vượt qua, gặp gian nguy thì vội vàng giải quyết. Mỗi bước đi đều chậm rãi nhưng vững vàng tiến về phía trước. Đến cuối cùng, ai là người khôn ngoan nhất sẽ được quyết định bởi quãng đường trưởng thành của mỗi người. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình ạ? Thực ra, với câu hỏi này, ngẫm sự đời thấy, ở mỗi độ tuổi, mỗi người sẽ lại có những đáp án khác nhau, đúng không nào? Nhưng dù là độ tuổi nào, già trẻ, lớn bé, hay dù là ai đi chăng nữa, thì ngẫm sự đời tin 4 điều sau đây vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần áp dụng đúng
cuộc đời của chúng ta sẽ tự nhiên hanh thông hơn, thoải mái hơn, và quan trọng là vô cùng hạnh phúc. Vậy đó là bốn điều gì? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời tiếp tục chiêm nghiệm nhé. Điều thứ nhất, tài sản lớn nhất đời người chính là sức khỏe. Có lẽ dẫu rằng câu này ai cũng biết, nhưng muốn thực sự lĩnh ngộ được nội hàm đó lại không phải chuyện đơn giản quý vị ạ. Từ xưa đến nay, khắp cõi Đông Tây, người thì bị mê hoặc bởi cái danh, kẻ lại bị dẫn động bởi cái lợi. Người bươn chải vì quan tước, kẻ lại đau khổ vì tình yêu. Họ đều coi danh lợi tình là mục tiêu theo đuổi cao nhất trong đời mình, nhưng lại không biết rằng tài sản lớn nhất của đời người lại là sức khỏe của chính họ. Quý vị quan sát vào thực tế, ngày nay là thấy rõ nhất. Khi nhịp sống của chúng ta dường như quay nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Đặc biệt là ở những thành phố lớn, con người cứ mải miết chạy theo danh lợi, tiền tài và tình ái mà lao mình như thiêu thân trên các bàn tiệc hay những quán bar, những nơi giải trí thâu đêm suốt sáng. Thế rồi nhiều người chúng ta khi còn trẻ đều không biết quý tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của mình, lấy danh lợi tình hay chút hư vinh trong kiếp người. Đến khi mắc phải bệnh nọ tật kia mới hốt hoảng tìm các loại thuốc thang đặc chủng để trị liệu. Ngẫm một chút cũng thấy rằng khi con người già đi thì vốn liếng quan trọng nhất chính là sức khỏe. Dẫu cho quý vị có bạc vàng đầy két, gia sản khắp nơi thì cũng chẳng ích gì. Dẫu có điều kiện ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế giới mà không có sức khỏe thì những điều đó cũng chỉ là một giấc mơ xa xỉ mà thôi. Ngẫm sự đời còn nhớ, đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết viết về một người yêu tiền bạc như mạng sống, đi lạc vào trong một ngọn núi bằng vàng ròng. Khắp ngọn núi đều là vàng bạc châu báu, lấp lánh lóa mắt. Người đàn ông vui sướng quay cuồng cười lớn hả hê giữa ánh vàng kim lóng lánh. Vì lòng tham vô đáy, ông cứ đi sâu mãi vào bên trong ngọn núi vàng này, tới nỗi mê lạc, không thể tìm được đường ra. Tới khi đói khát, ông cũng chỉ có thể chịu đựng trong một sự quằn quại mà không thể dùng bạc vàng đổi lấy cơm ăn và nước uống. Vậy là người đàn ông đã phải bỏ lại nắm xương khô nơi núi vàng. Điều này chẳng đáng buồn lắm sao? Có lẽ lúc này, người đàn ông ấy đang vô cùng hối hận vì đã đánh mất tài sản vốn có của mình rồi, quý vị nhỉ? Tiếc là có hối hận đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Từ đó có thể thấy rằng sức khỏe là điều đáng quý nhất, cũng là tài sản lớn nhất trong đời người. Nếu một người có thể suy nghĩ thông suốt điểm này, thì những ý niệm về danh lợi, những ham muốn vượt quá khả năng của bản thân đều sẽ biến thành hư vô, quý vị ạ. Điều thứ hai, đáng thương nhất trong cuộc đời này chính là đố kỵ với người khác. Có rất nhiều quý vị đã và đang nhầm lẫn giữa một bên là cạnh tranh lành mạnh, lấy thành tích của người khác ra để cố gắng phấn đấu, và bên còn lại chính là lòng đố kỵ ghen ăn tức ở, đúng không nào? Đố kỵ là điều thường thấy trong kiếp người, nhẹ thì sẽ chạnh lòng khi nhìn thấy hạnh phúc và thành công của người khác, mà tự cảm thương và than thân trách phận cho bản thân mình. Nặng thì có thể vì lòng đố kỵ, sai khiến mà mưu mô hãm hại người khác, gây đau khổ cho người khác và sẽ họa hại cho chính mình. Quý vị đã từng gặp phải kiểu người này trong cuộc sống. Lúc đồng nghiệp mua một chiếc áo mới, liền chê bai màu sắc quá tệ. Khi con của một người bạn vừa thi đỗ vào một trường đại học, liền bảo đấy không phải là một trường có danh tiếng. Thậm chí lúc người khác đạt được thành công thì lại nghĩ rằng đó chỉ là may mắn, bản thân cũng có thể làm được. Kỳ thực thì người như vậy, miệng của họ như một con sao, nhưng lại không có tấm lòng của người đầu bếp. Trong lòng chỉ có sự đố kỵ, luôn phủ nhận sự cố gắng của người khác chỉ để thỏa mãn nỗi ghen tức trong lòng. Người như thế này nếu gặp thì tốt nhất là quý vị hãy tránh xa nhé. Đố kỵ là một kiểu bệnh, người mắc bệnh đố kỵ cả đời chẳng được yên vui. Hôm nay họ lo lắng, sợ hãi người khác sẽ vượt trội hơn mình, ngày mai lại lo lắng người khác xếp trước họ. Cả ngày họ sống trong một trạng thái mắc bệnh rất đáng thương, tự dằn vặt và làm khổ chính mình.
Ngược lại, những người thực sự có thành tựu, công thành danh toại trong lịch sử đều coi đố kỵ là điều đáng xấu hổ. Xét cho cùng, những kẻ đố kỵ chê bai, dìm người khác xuống để mong tôn bản thân mình lên mà thôi. Nhưng quý vị ơi, một khi trong tâm có sự đố kỵ thì chắc chắn sự nghèo khó sẽ suốt đời đeo bám lấy quý vị. Nếu như quý vị là người hẹp hòi, ích kỷ thì dù có nỗ lực mấy cũng chẳng thể nào với lên được tầm cao của những người thành công, vì không ai trong chúng ta hy vọng sẽ làm việc, hợp tác và chung sống cùng một người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, không chịu chia sẻ cũng như cống hiến hết mình. Điều thứ ba, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Quý vị ơi, lời này lại càng quan trọng hơn. Cuộc đời của một người sẽ gặp phải một vài kẻ xấu, những kẻ mặt người dạ thú như côn đồ, lưu manh, kẻ vô lại, tiểu nhân vô cùng độc ác. Nhưng nhìn thấu thì họ cũng không phải là những người đáng sợ nhất. Xét cho cùng thì kẻ thù lớn nhất của đời người vẫn là chính bản thân mình. Một người có thể chiến thắng bản thân mình thì sẽ bách chiến, bách thắng. Kỳ thực trong mỗi người đều tồn tại hai nửa tốt xấu. Phật tính cũng có mà ma tính cũng còn. Muốn tu tâm dưỡng tính cần phải khắc chế những ma tính của bản thân và ngày càng mở rộng hơn phía Phật tính. Ví như sự chân thật, lương thiện, nhẫn nại. Nhưng quý vị chắc cũng thấy chế ước những tính xấu đâu phải chuyện dễ dàng. Con người nuông chiều, phóng túng bản thân thì dễ. Khi phải chịu thiệt thòi, thống khổ, khi bị kích động tới tâm can thì thường khó kiềm chế bản thân và không biết lo nghĩ cho người khác, không muốn bao dung và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tới mình. Vậy nên mới nói kẻ thù của bản thân là chính mình. Điều đáng sợ là bản thân mình mắc bệnh nhưng lại không biết, tự đánh giá bản thân quá cao mà trở nên cao ngạo, hoặc quá sùng bái người khác mà thành người tự ti. Hễ chiến thắng bản thân thì trong tư tưởng sẽ có một sự đột phá mạnh mẽ, đời người sẽ được sang một trang mới. Lúc này quý vị sẽ cảm nhận được sức mạnh vô thường và niềm an vui bất tận trong sâu thẳm tâm hồn mình. Và điều cuối cùng, hạnh phúc thực sự của đời người là biết buông bỏ. Quý vị có biết một người hạnh phúc nhất là khi nào không ạ? Đó chính là khi xử thế thì dám nắm giữ thể hiện dũng khí, buông bỏ lại thể hiện sự độ lượng, lòng bao dung. Những bó hoa tươi, những tràng vỗ tay, những giây phút huy hoàng trên con đường nhân sinh cũng chỉ là chút hư vinh nhất thời mà thôi. Chúng đến và đi rất nhanh, nhưng thường để lại trong lòng người nhiều sự tiếc nuối. Kỳ thực lúc này chúng ta cần học cách buông bỏ để tâm mình được nghỉ ngơi, tĩnh lặng. Quý vị ạ, cuộc sống như những con sóng, lúc ầm ào cuồn cuộn, khi lại bình yên, phẳng lặng, khi thăng lúc trầm. Cuộc sống luôn có những giây phút hạnh phúc rạng ngời, cũng sẽ có những giọt nước mắt thê lương. Thành công và thất bại cũng giao hòa, đan xen, khiến tâm trạng và cảm xúc của con người lúc lên lúc xuống, khi buồn, khi vui, như vầng trăng kia, khi tròn, khi khuyết, khi đầy, khi vơi. Vậy nên, học được cách buông bỏ, thuận theo an bài của tạo hóa, thấu hiểu ý nghĩa chân chính cõi nhân sinh, mới có thể bình tâm đối mặt với những trắc trở và bùn lầy trên chặng đường đời. Có thể không động tâm trước những gập ghềnh, sóng gió dữ dội và những kiếp nạn lớn, quý vị sẽ có thể thản nhiên đối mặt và chấp nhận chúng. Phật gia coi lòng bao dung, sự độ lượng là một nguồn sức mạnh to lớn, bao trùm khắp thiên hạ. Con người chỉ có thể làm được điều này khi tâm thái họ đạt tới một cảnh giới cao hơn. Quý vị hãy nhớ là chuyện gì cần đến cứ đến, cần đi cứ đi, có thể nắm giữ, có được giàu sang phú quý là điều đáng trân trọng, nhưng có thể buông bỏ mới là ý nghĩa xử thế chân thực của kiếp người, quý vị nhé. Quý vị thân mến, vậy là chỉ bốn lời đầy trí tuệ trên của Phật gia cũng đủ mang lại hạnh phúc cho mỗi người chúng ta suốt cuộc đời. Một người có sức khỏe có thể vứt bỏ lòng đố kỵ, chiến thắng bản thân
và luôn bằng lòng với hiện thực thì sẽ không thấy phiền muộn, cũng chẳng thể nuôi dưỡng bệnh nọ tật kia. Một trái tim bình yên và mạnh mẽ có thể tiếp nhận và thích ứng với mọi nghịch cảnh. Những lời trí tuệ chân thành này đã gợi ý biết bao điều đáng quý cho những người phàm trần chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng lại có thể suy xét vấn đề từ một góc độ khác. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy một chân trời khác luôn trải rộng trước mắt. Quý vị cũng phát hiện ra rằng, kỳ thực những gian chân trắc trở đang tôi luyện chúng ta trở nên ngày càng hoàn thiện hơn. Video ngày hôm nay Cuộc Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.